Điện Kremlin ngày 18 tháng 9 nói, chai nước tìm thấy trong phòng khách sạn của lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny lẽ ra có thể dùng làm bằng chứng cho cuộc điều tra vụ đầu độc ông Navalny, nhưng đã bị các ủng hộ viên của ông Navalny mang ra khỏi nước Nga. Đức và các chính phủ phương Tây nói, ông Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh. Hôm 17 tháng 9, các cộng sự của ông Navalny cho hay, chai nước thu được từ phòng khách sạn của ông tại thành phố Tomsk hồi tháng trước đã được đưa đến Đức và phát hiện có dấu vết của chất độc thần kinh Novichok. Được hỏi về phát hiện này, Điện Kremlin nói, các chuyên gia Nga không thể kiểm tra chai nước và do đó Moscow không thể đưa ra bình luận. Nga nói cần được thấy thêm bằng chứng trước khi mở cuộc điều tra hình sự chính thức về vụ ông Navalny.